Dạ, nó nhõng nhẽo á. Giọng bả giọng dẻo á. Hôm qua lúc mà bả live stream là mình tin vẫn còn ở trên đó mà. Dạ, vẫn còn ở trên đó nên bả giọng dẻo á. Mà chính vì bả nhõng nhẽo như vậy cho nên là anh chị của bả mới rụng tim hết á. Chứ giờ bả không nhõng nhẽo rồi sao rụng tim. Rồi sao giờ. Dạ. Sau cơn mưa thì trời lại sáng mà. Nói chung là cô mớm nhõng nhẽo chút thôi chứ không có gì đâu, mọi người cũng yên tâm luôn. Dạ, mọi người nhìn thấy em vẫn cười nói vui vẻ là yên tâm rồi, vì em đâu phải là sắt đá cỏ cây đâu. Mà thấy em mình khóc mà mình vẫn vui vẻ như vậy. Nhưng mà em là người ở trong gia đình cho nên là mọi người thấy là em vẫn vui vẻ, vẫn an nhiên, vẫn cười rất là tươi, là mọi người thấy là mọi việc không có cái gì gọi là quan trọng hết. Dạ, các anh chị đã hiểu rồi. Nói chung là chỉ cần cô ấy rơi nước mắt thôi là mấy anh chị bị rụng tim hết rồi. Dạ, đây là câu nói của anh hai nha. Rụng tim hết rồi cho nên là mọi người yên tâm nha, không có gì hết.